Nấm xâm nhập vào mô cây, làm hỏng các bộ phận như lá, thân, rễ. Điều này có thể dẫn đến việc cây chết hoặc giảm sức sống. Khi cây bị nhiễm nấm, khả năng quang hợp giảm, dẫn đến năng suất thu hoạch thấp hơn, làm giảm chất lượng và số lượng sản phẩm. Vậy hãy dùng ngay thuốc trừ bệnh SAT4SL. Đây là loại thuốc trừ học kháng sinh thế hệ mới, chuyên đặc trị các bệnh như bạc lá trên cây lúa, thán thư trên cây xoài và cây ớt, loét và chảy gôm trên cây cam, héo xanh trên hồ tiêu, đốm lá trên hành, nứt thân trên cây dưa hấu, cháy lá và thối đít lá trên trái sầu riêng, đốm lá trên chuối, xương mai trên dưa chuột, khảm trên bệnh thuốc lá. Với một công thức tiên tiến, SAT4SL không chỉ giúp bảo vệ cây trồng khỏi các bệnh gây hại mà còn hỗ trợ phục hồi nhanh chóng để đạt được hiệu quả cao nhất. Pha một chai 200ml SAT4SL với 400 lít nước, phun khi bệnh vừa mới xuất hiện, đảm bảo phun ướt cả hai mặt lá. Lưu ý thời gian cách ly là 2 ngày trước khi thu hoạch, giúp bảo vệ sức khỏe của người dùng. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kiểusuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.